Xin chào quý vị các bạn. Video này tôi nói về cái hiện tượng máy giặt ồn và rung lắc, nguyên nhân tại sao và cách xử lý như thế nào. Thì nguyên nhân đầu tiên và cơ bản nhất thì nó thuộc về cái chất lượng kỹ thuật của máy giặt. Thì cái này thì nó còn liên quan đến chất lượng của motor, hệ thống treo cũng như là cái thiết kế kết cấu của nó, thì tôi không nói làm gì. Chủ yếu tôi nói đến những cái nó thuộc về lỗi của cái người lắp đặt và sử dụng. Thì cái này thì mọi người hoàn toàn có thể chủ động cải thiện được. Đầu tiên đó là cái hiện tượng máy giặt bị chạy đi chơi hoặc rung lắc quá nhiều. Thì thông thường đấy là lỗi kỹ thuật của lắp đặt. Đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy ở đằng phía sau máy, tất cả các máy giặt cửa ngang trên thị trường thì các hãng thiết kế thì đều gồm có từ khoảng 3 đến 4 chốt hãm lồng. Đây ví dụ như một chiếc máy giặt tới từ thương hiệu Whirlpool, các bạn có thể nhìn thấy 4 cái chốt hãm lồng mà tôi đã tháo ra đây rồi. Tôi đã tháo ra đây rồi ạ. Và nhà thiết kế họ đã để sẵn là một cái phụ kiện, thì bao gồm các cái nút đậy. Thì khi các bạn tháo chốt hãm lồng ra thì các bạn đậy cái nút này vào để cho nó côn trùng nó khỏi chui vào. Cái mục đích cái chốt hãm lồng này nó để giữ cho cái lồng giặt nó khỏi rung lắc và va đập vào thành lồng trong quá trình vận chuyển. Còn khi các bạn đã lắp cố định rồi để vận hành chân chu thì các bạn tháo cái chốt hãm lồng này ra, cất nó đi, bịt những cái đầu nút này vào, và cái chốt này lưu lại để khi nào bạn chuyển ở nhà, chuyển máy đi chỗ khác thì bạn lại tháo vào và di chuyển. Thì nếu bạn không tháo chốt hãm lồng thì máy nó sẽ chạy hồ và nó chạy ra ngoài, và cái trường hợp này thì nó còn dẫn đến hỏng máy. Thì đây là phổ biến nhất của trường hợp mà máy giặt chạy đi chơi. Cái trường hợp thứ hai, máy giặt có thể rung lắc mạnh và di chuyển, đó là do bạn chỉnh cập kênh. Thì máy giặt cửa ngang cái phía dưới là 4 cái con bu lông, mà lúc nãy khi cân chỉnh tôi đã tháo ra, các bạn đang xem đây ạ, thì nó là chỉnh cập kênh. Các bạn nhớ là trong quá trình sử dụng thì ban đầu thì các cái nhà cung cấp bán hàng thì người ta đã chỉnh cho bạn là nó phẳng và chắc chắn rồi, nhưng thỉnh thoảng các bạn nhớ kiểm tra độ vững chắc xem nó còn cập kênh hay không. Bởi vì cùng là cái con bu lông gen xoáy đó, nhưng trong quá trình sử dụng nó có thể bị di chuyển lệch khoảng 1 gen. Thì nếu máy giặt vắt tốc độ 1.200 hoặc 1.500 thì cái độ rung lắc nó cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Còn cái lý do thứ ba ảnh hưởng đến độ ồn và rung lắc, đó là do cái vị trí và cái không gian để máy giặt. Nếu bạn để trên sàn bê tông này thì rất là vững chắc, nhưng nếu bạn đặt trên sàn gỗ thì nó có cái độ đàn hồi, nó cũng có thể ảnh hưởng đến độ rung lắc. Còn tiếng ồn thì có thể là các bạn để ở phòng vệ sinh chẳng hạn, mà sàn là sàn đá, tường bốn phía cũng ốp đá, thì cái âm thanh nó bị dội vào tường, nó bị vọng lại thì nó cũng gây lên tiếng ồn. Và tôi đi sâu vào cái nguyên nhân thứ ba, đó là do người sử dụng. Nếu các bạn sử dụng quần áo cho vào trong lồng giặt mà các bạn không kéo khóa, những khóa to nó cũng có thể đập vào thành lồng gây ra những tiếng lách cách. Hoặc một cái trường hợp phổ biến là các bạn để quần áo quá gọn hoặc giặt quá ít, cũng khiến cho quá trình giặt của nó, đồ giặt ít nó sẽ bị vón vào một góc và khi quay sẽ bị lệch tâm. Tôi sẽ thử nghiệm hai trường hợp trên chiếc máy giặt Whirlpool này. Tôi sẽ phát cùng một tốc độ 1.400 vòng vắt một phút. Đầu tiên tôi để một chiếc khăn thôi, nhưng để quá gọn, gấp gọn là tôi để một góc như này, và tôi bật thử chế độ vắt. Xong lát nữa tôi sẽ cho vắt một cái lượng nó gấp 3 lần, tức là 3 chiếc khăn thì tôi tải đều ra. Đây các em quay gần một tí, tôi sẽ chọn chế độ vắt bằng nút cảm ứng program. Tôi chọn spin, sau đó chọn speed 800 vòng một phút, 1.000, 1.200, 1.400, tôi xem tối đa chưa. 1.400 là tối đa. Vậy tôi sẽ cho nó vắt tốc độ 1.400 vòng vắt một phút. Đóng cửa chặt và bấm khởi động. Khởi động bên tam giác. Xin lỗi. Đấy, bấm nhầm. Khi khởi động thì máy giặt cửa ngang nó sẽ chốt khóa cửa tự động vì lý do an toàn. Whirlpool là một cái thương hiệu rất nổi tiếng trên thế giới về máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, máy rửa bát và thiết bị bếp. Đây là một cái thương hiệu của Mỹ được thành lập từ năm 1911. Ở trên thị trường Việt Nam thì họ mới vào thị trường trong thời gian ngắn trở lại đây, cho nên là nhiều người không biết đến. Vậy là cái ly nước nó có di chuyển. Em quay nó lên một chút để mọi người nghe được. Lúc nãy tôi để ở đây. Máy hơi rung nhẹ.
73 decibel. Và bây giờ mày đã thực hiện xong cái chu trình vắt và qua cái giai đoạn tốc độ bằng vắt tối đa 1400 rồi ạ. Máy đang giảm tốc. Bây giờ tôi di chuyển lại cái ly về vị trí giữa máy giặt. Sau đó tôi thay vì vắt một chiếc khăn, tôi cho nó ba chiếc khăn. Các bạn thấy cái khăn nó vẫn đang gọn đúng không? Bây giờ tôi tạo tải nó ra. Tôi tải đều. Tất nhiên là khi bạn sử dụng trong gia đình thì bạn sẽ tải đều ngay từ lúc bắt đầu giặt, chứ không phải là lúc giặt xong. Bây giờ tôi cho 3 chiếc khăn vào, khối lượng gấp 3 lần đây. Và tiếp tục khởi động chương trình phát. Cũng vẫn tốc độ 1400. Đây ạ. Tôi chọn sang chế độ speed. Điều chỉnh speed 800, 1000, 1200, 1400. Và tiếp tục bấm khởi động. Các bạn nhìn này, đây là một cái chiếc máy có tiêu chuẩn khá cao đây này. Đây là cái tem kiểm định năng lượng của Bộ Công Thương. Chiếc máy giặt này đạt nhãn hiệu năng lượng 5 sao. Cái này nó là cái công nghệ inverter. Nhưng cái hay nó ở chỗ này này. Tôi thấy hiệu suất năng lượng của nó 10,4 Wh trên kg. Tức là giặt 1 cân quần áo trong vòng 1 giờ chỉ hết có 10,4 W điện thôi. Và trong khi chờ cái tốc độ bằng vắt lên tối đa thì tôi cũng nói một cái nguyên nhân nữa nó cũng ảnh hưởng đến cái độ ồn thường nó kêu ù của máy, đó chính là cái bơm xả mà lâu ngày bạn không vệ sinh. Đây ạ, phía dưới và góc bên phải của những chiếc máy giặt cao cấp thường có một cái ngăn xả cặn. Ở đây thì nhà sản xuất họ khuyến cáo là một tháng một lần bạn vặn nó ra, vặn theo ngược chiều kim đồng hồ rút ra và vệ sinh bơm xả. Lâu ngày bạn không vệ sinh thì có nhiều cái vụn đất bẩn thậm chí tiền xu, tiền giấy ở vỏ hướng dương nó đọng vào đây, nó làm tắc bơm xả, cũng dẫn đến là tăng độ ồn của máy và thậm chí nó báo lỗi và không chạy. Biết các bạn có nhìn ở phía trong không, nó hơi khó nhìn. Thứ nhất là cái lắp cửa ở phía ngoài nó màu đen. Thứ hai đó này là cửa hai lớp, những cái máy giặt cao cấp thường nó gồm hai lớp, một lớp ngoài này là bằng nhựa, còn lớp phía trong ấy là kính chịu lực chịu nhiệt. Đây ạ, ví dụ đây cũng là một chiếc máy giặt nguyên bản, các bạn nhìn thấy này. Đó này, nó gồm hai lớp. Đây là một cái lớp kính chịu lực chịu nhiệt, còn phía ngoài này là một lớp nhựa để vì lý do an toàn. Bởi vì máy giặt cửa ngang nó có chế độ giặt nước nóng. Vì lý do an toàn thì nó làm cửa hai lớp. Những chiếc máy giặt giá rẻ thì thường nó chỉ làm một lớp thôi ạ. Như vậy là phổ biến là nó ở 72 decibel và ly nước không di chuyển bất kỳ cm nào. Đó, thì qua đây thì tôi cũng có một cái lời nhắn đối với những người sử dụng là khi cho đồ giặt vào để sử dụng máy giặt, các bạn nên gỡ đều nó ra, không nên để vón vào một góc, nó sẽ giảm tăng cái độ rung của máy. Đây là một chiếc máy giặt hoàn toàn mới, trên cùng một điều kiện sử dụng như nhau. Mẻ đầu tiên tôi chỉ giặt một chiếc khăn và để gấp gọn gàng thì cái chiếc cốc nó chạy từ đây ra đây. Mẻ thứ hai thì tôi giặt còn nhiều hơn, vẫn tốc độ 1400 nhưng ly nước thì vẫn còn đứng yên. Thì đấy là một cái trong những cái mà các bạn hoàn toàn có thể chủ động để xử lý được. Còn những cái vấn đề liên quan đến chất lượng kỹ thuật thì đây là việc của nhà sản xuất, thì người sử dụng như chúng ta thì không can thiệp được. Để được tư vấn về những chiếc máy giặt cửa ngang cao cấp cũng như mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh phát triển đại lý, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và cảm ơn các bạn.